Nó bộ cho một phát vào đầu được. Bắt con nào cũng được chú ạ. Con to là được. Có con nó thuần đâu chú? Có. Đâu đâu? Con nó thuần đâu chú? Hả? Có con ném chú. Chỉ có thần vào kia rồi, chú chuyên thuần. Chú chuyên dẫn vào phòng cửa sinh tử đấy thuần. Bảo nó nằm là nó nằm luôn. Con bắt ra cháu con hạo được, rất là to là được. Đây, ui xùi ô. Con này to chúa luôn. Anh cho nó ăn cỏ ấy. Mấy cỏ ấy. Cái cỏ ấy. Cười nó lên. Cười lên chắc cười nhiều luôn. Cười chỉ có thử thú cái đấy được thôi. Nó mà đá một phát thì xương người bị vụn luôn. Thế, anh ạ. Mày chơi đấy. Nhưng mà nhìn nó tổ lắm. Như thế này chơi nhưng mà xả nó bổ. Mà lỡ mà nó xuống bên dưới răng thì chắc chắn là bỏ lên nó đi mùng ngay. Nó bổ chứ. Vâng. Con đi nó khoảng tầm một tạ không anh? Chú bảo tạ trên tạ. Con này bao nhiêu thịt dùng tất một lần như này này. Con nào béo vậy chú nhá. Đéo mà kiểu mà nó non á. Còn về thì quân. Đi hết chứng phần nhớ. Thế nó lại đi sớm. Đứng từ giờ đến chiều. Không. Đặt sáng chiều thế này. Chúng ta đi sợ ai khám sức khỏe là con nào béo. Mày chờ lượn xem nào, con nào béo. Chờ lượn để xem. Bây giờ đang trong quy trình khám sức khỏe. Xem mấy con này có con nào béo mọi người nhé. Béo mới được. Chúng mày cá sĩ với mồm. Trong một người gần 90 cân vào mà rất là nhỏ bé không đấy. Bổ hôn đấy. Muốn nghịch nào nghịch đi. Cái lên đây nó không bị đâu được cả. Ghê vãi trưởng. Quả ông bảo ông dám cầm khổ ông lôi. Con đây cưỡi lên cưỡi này. Tập trung đi. Một cặp đất. Cầm đầu đấy. À, mình với lời ca với mõ đệ với anh em đã câu được con nào biểu về rồi nhá. Cũng lao con luôn nè. Một tạ đây anh em ơi. Một ui chà. Đây cho bà kia lại rửa lại. Bắt đỡ đất á. Tả đâu.
được gì đấy. Nhìn sang lại à, nó muốn chín hai đứa đấy, cái gì chứ à, nó lại đổ em bắt bệnh ra đây. Tốt à, khả năng phải đút cái cây. Anh ấy cho nhiều nước nó đuổi đi. Đút cái xiên vào trước. Anh ấy cho nhiều nước nó đuổi đi. Trong cái xiên nó tươi chảy không mà. Tắt, tắt mấy bước đi. Thôi rồi. Đuổi đầu ấy. Tốt lạ rồi, còn chưa hết. Bằng, con này chỉ bằng con cá mà lờ ca câu ở bên Thái thôi. Con thái thì chín mấy cân to hơn tí, con cá tí được, nướng nước cho nó ngọt, tỏ quá, nướng như nướng gà tây nhỉ. À, bọn tây nó nướng con gà tây to là như là chưa ăn thua, con gà tây nó chưa bằng một cái đùi như này, nó tính độ nặng nhỉ, một bên đùi là mà cắt ra nó phải gần bằng được. Rồi, xỏ luôn, đút đi luôn. Đây là cả thanh xiên nướng nướng gà điểu mấy con vua nào ấy. Được không? Ba người. Được, nướng đi. Rồi, ok. Lỗ ra đây chưa? Lỗ ra đây này. Nào, cắt dây thép to đi. Dây thép to. Đó, hơi to nhưng mà khá là vớt. Khâu nước, kéo kéo anh, kéo. Kéo thôi. Bầu được xong. Lấy xiên xiên thịt nướng. Không, để đưa anh con dao nhọn. Buộc cái lưng nó buộc vào cái lưng nó ấy. À buộc cái lưng nó. Không em bỏ lại còn tí nữa buộc xong. Giờ đến phần giữa. Đây là buộc một phát. Đây. Ngang lên lưng trên. Ngang lưng trên. Mai chín. Bây giờ thử nhấc lên xem con vịt nó xay được không nhá mọi người nhá. Tại vì
tại vì thuộc nó đã bắt lại như thế. Chặt lắm, chặt lắm. À. Thử luôn anh. Không thể xoay. Xoay xoay bắt hả? Anh hạ bỏ tay đi, nó không xoay luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục về anh nhồi. Nhồi ra vì ở khu vực ngang luôn kìa. Con ngang con. Một con vị thì là hai cánh. Con này thì đủ cánh có chân có. Còn đuôi là mình hoàn toàn đi ạ. Hồi thì nữa riêng, dành riêng cho hoàn cái phao cầu. Cản cái phao cầu lên một phát thì đủ thật. Bắn mơ ra ngoài luôn. Đời khỏi nghĩ luôn. Ngấy thôi rồi. Thế đâu? Đó. À, con ngựa hẳn lên đó. Thôi đâu được rồi. Ngăn rồi. Tiếp. À, con dao. Để xin đi nướng. Tớ xin thịt nướng. Để xin đi nướng. Để xiên. Khâu. Khâu vết thương ạ. Khâu bằng chỉ đâu khâu bằng dù oxy 3 chấm à đâu 5 chấm nha anh em nhá. Ôi giời làm gì nó có lỗ sẵn như lỗ vậy? Sẵn như vậy nó thẳng xiên đâu rồi. Mấy con dao đấy à, mấy con dao mà đấy à, em bỏ tay ra đi xiên đi, tay em không được đó đấy. À, bỏ tay nè. Cái năng đa điểm thì xiên cũng thủ cái này bắt một phát là xong cái này luôn nhé. Lấy con dao mà sỏi, cắt. Chắc là không giỏi đâu. Ấy nhá. Con dao này. Đấy. Anh vừa với con dao, chưa. Hợp lý luôn, nó phải khâu anh em ạ. À. Không chảy nước luôn này. Không thì lỗ nguyên nước. Các phải khâu lại chỗ đấy. Thì cái này là không chảy nước. Chảy chỗ mỡ chỗ kia anh nó chảy mỡ cái tảng. Nó chảy rồi. Nó chảy bình thường. À, anh nhìn ra ở đấy khắp khu vực ở đấy chỉ nữa. Thôi được, rồi. Vào việc. Bây giờ thế này, lấy giấy bạc ra đây. Bắt đầu quấn giấy bạc vào, bây giờ bắt đầu ra đấy nhá. Bỏ hết đồ này ra đi. Để làm sạch cái bàn này đi. À, hai thằng ra đằng đầu kia ngâm con này lên. Đầu kia đâu, đầu này chứ tiên. À, chung đâu. Ra đâu. Hai thằng ra đi. Rồi. Bàn ra. Thôi nâng một đầu thôi cho nước nặng quá. Thank you.
con gà con vọc xong rồi nha anh em nhá. Thuận quá. Không, kêu đi luôn. Ôi. À. Lên rồi anh em ơi. Nào. Nào, hai người nữa, hai người nữa. Đầu kia đi. Hai người đầu kia. Bên này hai người kia. Rồi làm đi. Cái cường kia được không? Cái cường kia được không? Ai cao nhất cổ nhất? Nào, tôi nhất. Rồi. 1, 2, 3, xuống. Bỏ hợp lý. Căng căng căng. Rồi tuyệt vời. Lòng ấm á. Khả năng nó cao lên. Em nghĩ là phải cao. Cho thêm một bánh nhỏ nữa anh. Sao hai bên này giữ không cần. Hai bên vừa ở đâu. Cho thêm một bánh nhỏ nữa. Ok anh em nhá. Đó bây giờ chỉ có nướng rồi. Chứ bà còn ngàn con để anh em mình nướng lúc nào là được. Ok. Lấy lồng đi, lấy lồng đi. Khó khăn nhất là lúc nướng mọi người ạ. Lúc chở mình con gà này. Con gà ngon. Đấy, đấy. Như thế này được không? Mà cứ phải một lúc này nó lại phải lật cái con gà này mọi người ạ. Không có là nó cháy một chỗ đi xuống. Như thế này được không? Anh cho quá đi, xong gài vào cửa. Anh sợ cái lỗ rồi. Có cái lỗ rồi đây. Không được, cái này lật lên. Lấy dây thép đi. Lấy dây thép buộc lại. Lấy dây thép không được, tôi vào rồi. Khó khăn nhất là cái lúc xoay nó làm sao để nó nghiêng được cái đùi. Chủ yếu là cái phần đùi này. Tiếp thôi nhá. Nếu chín được cái đùi này là chín hết cả con vịt này luôn. Vịt con. Kìm em ơi. Ok nha anh em nhá. 4 tiếng rồi đấy. 3 tiếng rưỡi 4 tiếng này. Để cho cái này ra để cho nó chín dần. Cứ để giấy bạc là nó không chín được. Đấy. Mình muốn là nó chín hoàn toàn. Thế nên là mình mới bọc giấy bạc để nướng. Còn bây giờ tôi cho ra để cho cái mỡ nó chảy. Để cho ra cái mỡ ở trong này nó chảy ấy, thì nó mới chín được. Nhưng mà cái cánh này thì vẫn phải bọc này. Cánh vẫn phải bọc anh em nhé. Cánh mà không bọc là cháy. Cánh mà không bọc là cháy anh em nhé. Trên này thế. Được rồi đấy, được rồi. Nó thế thôi. Nó thế thôi em ơi. Làm đi. Tại vì ở đằng mặt trên này là nó đang bị cháy rồi. Mặt trên là nó đang bị cháy rồi. Cái kiểu nó đơn giản. Mới đầu mình nghĩ là nó đơn giản theo kiểu là con gà nó như con gà ấy, con gà thì đốt đống lửa bé. Con này to đốt đống lửa to nhưng mà không hề đơn giản được. Cực kỳ khó. Nếu ta cạo một cái lớp da ra là nó sẽ vàng ở trong.
Ok đấy anh em nhá. À, con gà công nghiệp, à con ngan con của anh em mình chín rồi. Giờ anh em mình sẽ đi thưởng thức. À anh em ơi. Bây giờ con đi cá với cả anh Hòa cho trước kia năm sau. Công nghiệp này. Anh Thanh mặt dài thì Thanh được mới điên à? Ô, ông ấy cao hơn anh. Ông ấy cao hơn anh, nó dồn hết lực về đằng sau. Đâu đi đấy, 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 đấy. À. Ôi mở cửa chưa nhỉ? Mình phải chơi hai vai. Cua phải đi ngang. Nào mãi chờ. Ô, ôi giời, ông kế rồi, con lên. Cố lên. Con hỏng lộ, 3-4 miếng lên rồi. Chuyện có gà đủ miếng ngán rồi. Tập lực thế này thì sao mới có đủ sức khỏe để câu chấm đen rồi ạ. Con gà công nghiệp này nó nặng. Cầm nhẹ lên, tập gym. Quẩy lên, quẩy lên. Ôi giời. Mày con này có một tạ này mày nhá. Cộng thêm cái cây sắt này. Cây sắt này nặng á. Cây sắt này nặng đấy. Được không? Con ngán này thì chỉ có 7 làng á. Con đồng cái gầy của tố một không á. Ây da. Con mở cửa. Đây, đây, đây. Ai lấy khóa cổng chưa? Khóa tuần lên. Ai lấy khóa chưa? Ôi kiến đấy. Ok kiến. Chị đủ đỏ lắm này. Nhìn nó như chị trâu rồi. Xuống nha. Bài này ngọt lắm ấy. Ui chà. Đang đợi chìa khóa cổng anh ạ. Ôi trời ơi. Ra này. Tiếp tục à. Anh Dung ơi, cái bàn đang lại giải anh Dung ơi. À. Anh nào ơi. Hả? Mày cỏ ấy cho nó em. Rồi được á. Sao mà không đợi cho mình nhỉ? Ở dưới đó anh ơi, dưới, giữa không? Thế nào cũng được. Tầm nới. Nói. Hả? Ăn. Được, à được chưa? Xuống nha. Xuống. Nào, xay, bây giờ khả năng xay úp nó lên. Đúng rồi anh ạ, xay úp nó. Nào, 1, 2, 3. Ây. Nhìn như con cút cút ấy mọi người ạ. Ôi trời, nhìn hướng này đi. Nhìn con cút này, tay hướng bên này rồi nhỉ. Quên cầm cái kìm rồi thôi, không cần. Mâm đâu, ra đâu. Mâm đâu, mâm đâu. Ra đây mà chưa có mâm. Bây giờ chưa đây, vô đây đâu. Bây giờ bắt đầu à. Xỉ thịt con này nha anh em nha. Ôi, đứt chó mày. Mâm đi á. Ai có thể lấy chưa? Mán đi rồi. Ừ, quên. Cái da này khả năng là mình sẽ lột bỏ nó đi. Tại vì nếu ai ăn da thì tự đấy sau. Thì xem mình xem cái thịt. Bỏ cho chó đi. Ra xem cái thịt nó chín chưa anh em nhá. Ôi! Vừa kéo chín ngon này. Hồng hào này. Không ăn được đâu. Ôi. Vừa chín đẹp á. Làm nhắm nhá. Thôi. Không, anh ăn lửa anh ăn tới đi. Mâm mâm nha, mời mọi người nhá. Hình như chưa chín. Thắng rồi bỏ đi. Trời. Rồi. Kìm nơi thì cắt thế nào được. Kìm nơi thì không. Rồi, lỏng rồi anh em ạ. Thắng trước. Đó. Rồi, sẽ đấy này. Xẻo cái phần nào ngon ngon để ra cho anh em thưởng thức nha. Đấy, cái phần này ui cái da nó này. Ui, như mảnh trắng. Ui mẹ này nó mỡ này.
Nó mỡ kinh khủng. Da nó như bánh tráng luôn này. Đó. Ok chưa? Anh em ngồi đi, vừa xẻo vừa chén này. Đấy anh chỗ nào xẻo chỗ đấy ăn nó mới ngon. Đấy ok đi. Luôn. Ăn tuyệt vời. Ok nhá, anh em ăn phần nào nhỉ? Đấy phần này mới là phần ngon này. Ăn thôi. Ui ồ. Trời ôi. Chín tới luôn. Đây trái ăn mới ngon này. Đây, mau đi, cho mau đi phần. À, bít tết này. Đấy, đây. Cái quả này nó rất vàng màu với đỉnh này. Đấy, bít tết. Ê, anh xin nhìn lại người lại cái cảnh nhé. Em sau này anh sẽ cho ăn cái đít. Nhưng LK là phải đây cho LK cái phần này. Ui. Đấy nhá. Cái khẩu đít đi. Ui sợ. Ngáy mà gì. Wow. Mầm mồm anh ấy. Xin mời gọi là idol LK thưởng thức. Em xin. Muối 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 muối. Idol làm miếng phao câu. Là một mồm ngập đít. Đây mời các bác, mời mọi người nhá. Cái đấy là dinh dưỡng chưa đấy? Ui ôi ôi. Ngon không? Béo lắm. Ui ôi ôi. Cho em nhá. Thèm thèm món này thèm. Em ăn ngan gà vịt các kiểu nhưng chưa bao giờ được chơi món này. Đấy, mau đi phải cắn phần này đây. Đây này. Đấy. Ui không ăn đi được. Đấy, phần này mới mót. Ui ôi trời. À. Dài quá. Ui, chỗ này đỡ ngấy, chỗ này mình ngấy này. Thơm nhá. Đây, cầm lấy. Thơm. Không luôn rồi. Thôi, thưởng thức phần thịt thì cái này nó rất là ngấy anh em ạ. Đây, vẫn rất là ngấy. Ngon với những ai thích ăn ngấy thôi. Em, thưởng thức đi, thưởng thức đi. Lấy cái gì để chấm ăn đó. Chiên nước chấm đấy. Đây, cốc đây. Đây, cốc đây, để luôn rồi. Cầm cái mắt. Thì ra đây, đây là phần thịt đùi của nó nha anh em nhá. Phần thịt đùi nhá. Phần thịt đùi này chín tới, ăn rất là ngon luôn. Đấy. Đấy. Ô, chín tới thì ngon em ạ. Ngon. Nếu mà hộ đây mà có thớt là mình làm như kiểu thành rắc muối ấy. Này má. Anh em tự xử đi. Lấy dao tự xử đi. Một dao tự xử đi. Người một dao tự xử đi. Đấy thái ra. Đấy cái này thái rồi này. Đây cái này thái rồi cho bên kia này. Đấy. Miếng nào đi miếng đấy luôn này. Ăn to nói lớn. Nạp đây. Đây. Cho riêng phần cho bà xã mình cái món này. Đây. Đấy. Gặp mấy. Không nhờ. Gặp mấy. Gặp mấy. Gặp mấy. Gặp mấy. Ngon không? Ngon không? Trông nướng ngon không? Ngấy á. Ngấy thì cũng phải bảo ngon chứ đấy. Phần lưng này nhìn có vẻ là vừa mở vừa nạc. Đấy. Ui, giá còn giòn luôn. Giòn luôn. Ui. Đấy, kiểu... Máu để tự xử thế này. Anh mình sẽ tự xử một miếng nhá. Cho xin ít. Nước rồi, nước đang còn chảy rồi. Quá xuất sắc luôn. Đầu bếp là ai đây? Em nhiều đầu bếp. Em đã quá. Cắt miếng cho to ra. Quay luôn này. Mời mọi người nhá. Ui nhiều thịt lắm. Cảm giác ăn ngan cả con ngon không? Giòn tan luôn đấy. Đến cái khúc này giòn rồi. Đều lắm. À, có để đưa anh cái bát đấy. Mọi người cứ tự xử đi nhá. Tự xử đi. Thưởng thức thử món đặc sản Ba Vì nhá. Còn mình sẽ thưởng thức theo kiểu thành rắc muối anh em nhá. Hơi to. Thử đi còn hết quá. Có thể có được mà. Đợi chị. Ừ. Cắt được rồi không? Ủa đó. Rào nó bén quá.
nó lủng mắt. Ngọt lắm. Ngọt. Không phải đâu anh Cương, trong tương tự mà em nghĩ là ăn giống thịt ngán á. Ăn giống thịt ngán thôi mà. Không, không giống thịt ngán, mềm ngọt. Mềm hơn nhiều. Mềm ngọt, mềm hơn nhiều. Cho anh cốc bia. Đây, mọi người đây. Bia này. Đấy, thế là mềm hơn, ngọt hơn. Lần đầu tiên mình cũng được thưởng thức cái món gọi là đà điểu nướng cả con này nhá mọi người nhá. Tổng con đà điểu này là 97 cân à? Là mấy tiền anh? Tổng là 9 triệu. 9 triệu tức là 100 gần 100 nghìn một cân hơi anh ạ. Nó cũng rẻ thôi, nhưng mà với những con giống nhỏ nhỏ thế này nó là 2 triệu. Nhưng mà nuôi nhanh lớn lắm. Có khi lo lúc mê anh thiết kế cho em vài con. Ngày em chăm sóc được. Cứ đi cầu. Không có con á. Ừ. Ớ thế. Ôi lấy con thả, nuôi, nuôi lúc nhỏ. À để anh hỏi trong cái con mà muốn nở ra, trong nuôi nó đi theo á. Được. Ừ. Tức là con gì thì con? Nuôi nó từ nhỏ từ lúc bé này. Con mít của luyện này, nhưng mà là đi. À mà. Nhưng mà đa điều nuôi trên ô tô à? Được á, được á. Từ đây còn lông mà. Không, cho lên thùng xe kìa. Thùng xe, đừng cho thùng xe. Nhưng mà nó lại không hợp với bốn chân. Còn hai chân thì không hợp bốn chân. Không, con mít có cần ga cần này đâu. Nó chỉ ngạp thôi. Thôi thì là mai. Mai anh hỏi con nhỏ hẳn á. Con nhỏ hẳn. Mình nuôi tự con nuôi một tí từ đầu là nó theo mình hơn. Ngọt lắm rồi. Thích lắm. Thỉnh thoảng nó gãi đầu thôi. Nó cú một phát. Nó cù cho một phát là thôi. Quảng luôn. Ăn đi anh em, thế nào nghe. Tất này ra rồi. Có thịt là thịt luôn. Ăn thịt là thịt. Đây. 30 người chữ như thế này nó có như thế này. 100 người cả đi. Ba cái đùi nó ra xem nào. Trong này đang, chắc chắn là đang trong là sống rồi. Không thể chín được. Tìm đấy. Tìm đó. Ủa, tìm đấy. Anh Sa nguyên đùi ra. Anh để nguyên mọi người còn lọc ăn được mà anh pha ra là nó sẽ sống không được đâu. Để nguyên nhưng mọi người còn xảy ra nhưng đừng pha. Có nghĩa là cắt cái cánh em cái cánh chín, cắt cái cánh ra. Đúng đấy, không chín là. Không, cánh đa điểu không giống cánh gà đâu anh. Cánh đa điểu nó nhỏ. Chính đường nào mình chẳng phải cắt ra. Thôi, bây giờ mà cắt ra là máu chín thôi. Đúng rồi, cắt cái cánh bây giờ mà cắt ra là máu nó chảy ra. Thôi, tí nữa lọc xong rồi.